Thanh Huyền liên tục quay xe chuyện vào viện, liệu có chiêu trò. Những tưởng Chu Thanh Huyền đang nhập viện vì lùm xùm, tuy nhiên bản thân cô đã lên tiếng đó là tin đồn. Cũng từ đây netizen cho rằng cô nàng đang cố tạo ra chiêu trò để nổi tiếng. Thời gian gần đây, các thông tin liên quan đến Chu Thanh Huyền, người yêu cầu thủ Quang Hải được cư dân mạng quan tâm. Mới đây nhất, sau những lùm xùm bị tố cáo chuyện không hay trong quá khứ, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện hình ảnh bạn gái Quang Hải nằm viện trong tình trạng nguy kịch. Đến tối ngày 7 tháng 7, một người thân đã sử dụng tài khoản của Chu Thanh Huyền để livestream, chia sẻ hình ảnh cô nằm trên giường bệnh. Trên sóng trực tiếp, bạn gái Quang Hải lộ diện với gương mặt xanh xao, thân hình gầy gò hơn trước. Tuy nhiên vào thời điểm cùng ngày, Chu Thanh Huyền lại bất ngờ đăng tải clip mới trên các nền tảng mạng xã hội. Trong clip này, cô nàng chơi đùa cùng một em bé, là con của người thân. Tuy nhiên, ít giờ sau đó, clip không còn tồn tại trên trang cá nhân của nàng hot girl. Đặc biệt ở phần bình, đích thân Chu Thanh Huyền cũng trả lời bình luận về thông tin sức khỏe gần đây. Khi có người hỏi thăm chuyện uống 80 viên thuốc ngủ và phải nhập viện, cô khẳng định đây là tin đồn và đang đi chơi với Quang Hải. Ai đồn ác vậy, độc mồm độc miệng quá à. Em còn đang bận đi chơi với ông già tức là Quang Hải, nhà em chứ có thời gian đâu à, Chu Thanh Huyền nói. Liên tiếp phủ nhận chuyện nằm viện giữa loạt clip đã được chia sẻ lên mạng xã hội, cư dân mạng cho rằng Chu Thanh Huyền đang cố tạo ra chiêu trò để nổi tiếng. Tài khoản M H bình luận, rõ ràng trên trang cá nhân chia sẻ clip đang nằm viện nhưng lại phủ nhận, không coi cư dân mạng ra gì. Có lẽ đang cố tạo ra chiêu trò để nổi tiếng đây mà. Đồng tình với ý kiến trên, một tài khoản có tên Y H cũng bày tỏ, nếu đây chỉ là chiêu trò để nổi tiếng thì thực sự cạn lời với cô gái này, bị ném đá như vậy vẫn chưa đủ hay sao? Những đoạn clip ở hai hoàn cảnh khác nhau liên tục bị xóa và thay thế trên trang cá nhân của Chu Thanh Huyền khiến netizen quay như chồng chống. Vì cùng là tài khoản chính chủ lại đăng tải hai nội dung khác nhau. Trước đó, Chu Thanh Huyền vướng vào ồn ào quệt tiền, bị đồn là Sugar Baby. Nàng WAGS cũng đã lên tiếng phủ nhận bằng một clip được đăng lên trang cá nhân. Tuy nhiên clip đã bị bay màu sau ít phút vì chính sách cộng đồng của nền tảng.